xưa còn thơ, tôi thầm mơ đến đêm Giáng sinh, hạnh phúc và những món quà bé xinh dễ thương. Nào ngờ đâu chính đêm đầm này, một hài nhi sinh ra cho trần thế. Thank you.
Kính thưa quý vị, vì sống tầm người của chúng ta luôn đầy những lo toan, xưa nay vẫn thế, giá cả đắt đỏ, tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn, chiến tranh, dịch bệnh luôn đình thẳng quanh quanh. Và quan trọng nhất là cuộc sống lờ người, đạo đức lờ người ngày càng tụt. Thì với chúng ta, vọng vu lan mừng Chúa Giáng sinh, xin kính mời Chúa.